chị nhận ra điều khác biệt gì giữa học online rồi cho bây giờ học trực tiếp? À, có khác biệt rất là nhiều thôi ạ. Tại vì khi em học online á, thì mình được nghe thôi, mình không được thực hành. Cho nên có nhiều cái nói chung hiểu rất là lơ mơ. Và đến khi em tới đây em thật sự là vỡ òa luôn. Rất nhiều cái khi học online thì em nghĩ này nhiều cái không áp dụng được cái gì hết. Nhưng mà khi tới đây thì thật sự có rất nhiều cái mình đã áp dụng rồi mình không biết. Mà thật sự là rất tuyệt vời trong công việc của em. Thì tất cả những cái bán hàng rồi quảng cáo đồ khách hàng những cái áo dài đẳng cấp hay cái gì từ xưa giờ em nghĩ khách hàng em không bao giờ dùng, nhưng mà khi học về cái chương trình này rồi thì đúng là mình đã áp dụng nhưng mình không biết, bởi vì khi học online thì nó có nhiều cái nó trừu tượng hơn thầy. Đến khi đây đến lớp trực tiếp rồi thì thật sự là qua online rồi mà tới trực tiếp nữa thì đúng là rất là tuyệt vời. Nên là nếu mà anh chị nào mà đã học online rồi thì rất khoát phải nên cho mình một cơ hội tới trực tiếp để như là để mình lúc đó mình tận dụng được tất cả những cái tối ưu nhất ạ, cái tuyệt vời nhất ạ. Rồi, 3 ngày học chị đã chứng kiến được những điều gì tại khóa học trực tiếp này và chị ấn tượng với mình? Em ấn tượng nhất là kỹ thuật coaching ạ. Cái đó ba vị trí nhận thức. Khi mà em tới đây ạ, thì mới đầu em cũng có suy nghĩ là mình không có tin. Tại vì em nghĩ chỉ thôi mình đến thì mình sẽ không chia sẻ gì hết, mình sẽ nghe mọi người để nhìn mọi người làm. Thế nhưng mà trước khi em tới thì con em bảo mẹ đừng suy nghĩ đến sai rồi. Khi mà ai đã vào trong cộng đồng này rồi thì tất cả những người mà đã biết đến cái khoa học này, cái môn khoa học này thì mẹ phải nên chia sẻ hết tất cả những cái gì đó. Thì lúc đấy thì mẹ mới mới đón nhận được những cái gì mà tuyệt vời nhất. Đó, thì sau khi em nghĩ thế thì và tới đây thì em đã chia sẻ hết tất cả những cái gì mà có thể ở ngoài kia thì em sẽ không thể nói được. Nhưng vào đây thì em thấy cộng đồng như một gia đình nên em chia sẻ hết không giấu gì hết, và đã không ngờ là cái kết quả nó thật sự là tuyệt vời. Đã, ngoài sức tưởng tượng của em. Giải quyết được vấn đề gì trong mấy câu bạn này? Trong 3 ngày thứ nhất là cái ba vị trí nhận thức thì em đã giải quyết được cái chuyện trong trong lòng em không còn cái mà kiểu bất an á. Tại trước khi em con em dù là có nói như thế nào đấy nhưng em vẫn cứ có một cái gì đấy nó cứ luẩn quẩn trong người em không yên tâm, nói chung là rất là bất an, là mệt mỏi đó. Nhưng bây giờ thì em cảm thấy không còn gì hết. Và một cái nữa là cũng coaching của ba vị trí nhận thức ạ, thì về cái mâu thuẫn vợ chồng ạ, thì lúc trước em nói là chỉ cách đây mấy ngày thôi em vẫn nói với con em là khi em nhìn thấy ông xã em rất khó chịu. Dạ, nhưng mà khi làm xong cái này thì em không gọi điện ngay nhưng mà tối về em có nhắn tin, nhưng mà xong nhắn tin xong rồi nhưng trong lòng em cảm thấy rất là thoải mái, tức là mình không có một cái gì bực dọc hay là cái gì đấy. Dạ. Và chắc chắn là em nghĩ kết quả sẽ tốt đẹp đấy. Chắc chắn Dạ. là sẽ nhận được việc tuyệt vời rồi. Dạ. Rồi. Thế đến khóa trực tiếp thì tất cả những môn huấn luyện để giúp mình hiểu người gia tăng cho chị năng lực. Nó tăng cho em thứ nhất là cái chức năng về sử dụng ngôn ngữ đó, bởi vì mình sai rất là nhiều. Lúc trước thì vẫn hay bị cái mắc cái chứng là nói nhiều với hay nói lòng vòng. Thì nhà em đã có được hai mẹ con đã học, em là khoa thứ hai thì là hai mẹ con đã học trực tiếp rồi. Dạ, cho nên là bây giờ có thể sẽ là gia đình dần dần sẽ là gia đình cao uy, Đây rồi sẽ chỉnh nhau nếu mà có cái gì sai thì có thể chỉnh cho nhau được. vậy thì đã học từ online với chị biết rồi, bây giờ chị đánh giá NLP là một ngành khoa học như thế nào? Nếu mà để dùng từ thì em không biết dùng từ như thế nào, em chỉ biết là nó rất là tuyệt vời. Bởi vì em đã có suy nghĩ là khi em tìm hiểu đến cái này, mà khi em chưa được tới cái lớp trực tiếp này mà em đã phải khẳng định là em đi tìm hiểu cái gì là khoa học. Việc đầu tiên là khoa học thì em mới theo. Và cái thứ hai là em thấy rằng là khi mà em chưa tới cái lớp trực tiếp này nhưng khi coi những cái YouTube ở trên của thầy tất cả các video thì em đã phải khẳng định một câu là con em kể cả không cần học đại học nhưng mà trước tiên phải có kiến thức này trước, kiến thức cao vi trước. Tất nhiên là học thì không thể thiếu được, không thể thừa. Nhưng mà cái nọ bổ trợ kia, nhưng mà cái việc đầu tiên nếu như trong để chọn học đại học với học cao vi phải có kiến thức cao vi trước. Nào mà lại là LB nguyên chủng á. Thế thì vì sao chị lại tìm được đến cái Em thật sự cái này rất là vô tình, bởi vì em với con em khi mà nói chuyện rất là hay xảy ra mâu thuẫn.
thì em vẫn cho nó là bạn là rất là hay lý sự. Và lúc ấy em còn nhớ là cách đây hơn 1 năm thì bạn có nói với em là mẹ hãy đi học LB về hãy nói chuyện với con. Thật sự em cũng không không hiểu cái từ là như thế nào mà em còn không không đọc được, em còn đọc sai. Thế khi em lên trên mạng thì em chỉ gõ là chữ NLP thì em thấy ra cái hình bộ não đó, và em nhìn thấy chữ ý thức và tiềm thức. Thì thật sự em chưa bao giờ coi tới những cái video này, và em đã ngồi ngay lúc đó, là em ngồi từ lúc em nhớ từ lúc 9 giờ sáng tới 1 giờ chiều, ngồi ngay tại phòng nấu ăn, em không nấu cơm luôn, là em ngồi em nghe từ lúc đó hết bằng đó cái video của thầy. Và sau đó là em gọi điện luôn cho con gái em bảo trời ơi, cái bộ não đúng nó quá tuyệt vời luôn, mà mẹ chưa bao giờ nghĩ là nó lại thần kỳ thế, mà trong đầu mình không hiểu. Và bắt đầu em cứ như thế, là hàng ngày em cứ nghe video của thầy, chỉ trong vòng khoảng 1 tuần thôi thì em xuống Sài Gòn. Và ngay ngày hôm đấy là em có ngồi ngay tại dưới nhà em ở dưới Bình Tân, em nói là con chuyển tiền cho mẹ học khóa online. Dạ, thì bà mẹ có hiểu gì em học mà không, đấy là rất là hay. Mẹ học ngay lúc đấy em còn giải thích cả cho con rể em mà nếu mà học cái này tuyệt vời lắm con, cái này mẹ thấy nó còn có tác dụng tới cả những cuộc sống này, trong cuộc sống rồi hạnh phúc gia đình này, rất nhiều thứ, chứ nó không phải là bán hàng hay là cái gì hết á, nên mẹ phải học. Thì lúc đó em có gọi điện cho thầy, và thầy em đầu tiên thì em cũng em gọi điện thì thầy có hỏi em là chị đã hiểu gì về em học. Dạ, thì em bảo là em cũng đã tìm hiểu qua mấy cái video của thầy, em quyết định học. Dạ, Bây giờ thì chị thấy thì quyết định của chị là sai. sợ rất là đúng đắn này. Và việc chuyển từ khóa học online quyết định đến khóa học chính thức lại là một quyết định gì nữa? Từ Cho dù học khóa phí nó rất là cao, chị có thấy là học phí với cái khóa học này thì nó thế nào? dạ cái này thứ nhất là em là một người đã nghĩ cái gì thì phải làm bằng được, tính em là như thế. Còn cái chuyện sau đó mà đã nghĩ rồi thì bắt đầu sẽ tìm cách giải quyết, cho nên nếu không có tiền hay là tiền cao hay cái gì thì sẽ tính sau, nhưng mà phải là quyết định trước, tính em là như thế. Vậy thì đấy là những cái kiến thức, những kỹ năng mình học được so với mức phí mình bỏ ra thì nó có xứng đáng không hay là nó thế nào? Nếu mà như này thì em thấy nó là quá rẻ, tại vì nếu mà kiến thức thì nó là vô giá rồi. Và đặc biệt em tâm đắc nhất là bởi vì đây là môn khoa học mà nó là bộ não của con người, cho nên em đã trong con người mình thì bộ não là quan trọng nhất. Dạ, nếu mà bộ não mình đi sai thì sẽ sai hết tất cả mọi thứ. Mặc dù là hơi muộn, nhưng mà em biết là mình với cái tuổi này thì thật sự là hơi muộn, cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà nếu mà với kiến thức thì đến mình như này thì chưa có gì là muộn. Dạ. Yeah,